Hôm nay thì mình sẽ làm một cái món ăn vặt rất là đơn giản, đó chính là cá viên chiên. Nói chung là cá viên chiên nè, rồi có quỳnh thánh chiên nữa. Bây giờ thì cái quỳnh thánh này, mà cái lá quỳnh thánh thì mình mua ở ngoài chợ. Bịch vậy là nhiêu mà? 12.000. Thịt xay. Ở đây mình sẽ trộn thịt xay với lại củ sắn để mình gói quỳnh thánh á. Tàu hũ mình mua mấy miếng bự vậy nè, tí nữa mình sắc nhỏ ra mình chiên với lại cá viên chiên. Giờ mình sẽ gói quỳnh thánh trước nha. Mình nêm tiêu, hộp hạt nêm với lại bột ngọt. Vô. Phải bột ngọt, tiêu với hạt nêm thôi. Chứ mẹ lấy chút đường. Bột ngọt. Làm hạt nêm nè. Lấy bột ngọt. Tiêu với chút đường thôi. Tiêu vô cho nó thơm. Này đường. Ngọt đó. Tại sao vậy? Chút đường chứ cho nó ngon vậy thôi chứ đâu có sao. Xíu thôi. Đây. Với lại thay vì mình làm thịt hoài thì ăn sẽ ngán. Mình sẽ thêm chút củ sắn vô. Củ sắn này được dắt bầm nhuyễn dắt cho ráo hết rồi, khô queo rồi. Cho nó đỡ ngán chứ thịt không ngán. Sao bỏ vậy? Bỏ từ từ chứ thấy nhiều quá thôi, mà thấy ít thì nó thêm. Có buổi sáng ăn nó gì nhiều nó ngọt ngọt mới ra. Bây giờ mình sẽ gói quỳnh thánh. Quỳnh thánh lấy gì em, lấy gì để quỳnh thánh ngủ nữa con. Rồi mình sẽ gói quỳnh thánh. Gói nãy giờ thì biết rồi, nhưng mà ý là gói cái kiểu gói nó ở ngoài mấy cái xe bán cá viên chiên á, thường nó gói hình tam giác không? Hình tam giác. Gói hình tam giác không? Không dễ mà, hình tam giác nè. Trời xích xuống, xích xuống, xích xuống đó. Thôi gói theo kiểu mẹ đi. Tam giác. Tam giác á, khỏe hơn. Tao quay kiểu này đi. Gói tam giác. Tại vì đòi con thì con nói vậy thôi, nhưng mà mẹ gói theo kiểu mẹ đi. Gói kiểu này cũng gọn gọn hơn, là hai cái đầu nè ấy một chút xíu dính nước thôi, thấy không? Xếp nó lên, xếp nó lên, xếp nó lên đó, xíu nước vô đây, xíu nước vô lại dính, là nhưng mà không có nước không được nha, cái nước nó không có dính. Xíu nước vô dính lại đó. Muốn hình nào, hình đó là mình tam giác nha. Lắp hình ngôi sao đi. Ngôi sao đi. Lắp hình ngôi sao đi. Thôi, giờ gói vô đó thôi, còn như gói tam giác nè. Tam giác cho nó lại. Hiểu không? Tam giác cho nó lại. Gói hình trái tim đi. Nội tâm có trái tim. Trái tim mùa đông, màu giá. Thích kiểu nào gói kiểu đó. Tam giác nó lại hơn. Giờ đầu tiên thì mình sẽ chiên tàu hũ với lại quỳnh thánh trước nha. Chưa, tàu hũ trước đi. Tàu hũ với cá thì chiên trước rồi chiên quỳnh thánh. Tàu hũ mình sắc nhỏ nhỏ vậy nha. Chiên nhập dầu. Cái chảo nhỏ cho đựng dầu nhiều. Giờ tàu hũ mình chiên đã vàng rồi nè, bây giờ mình sẽ gắp ra nha. Vàng cứng luôn rồi, nó ngon. Đụng chiếc đũa nè chứ. Này mày muốn rút dầu rồi biết làm sao không vậy? Biết không? Bỏ vô là chiên không dầu. Bấm 1 phút. Biết không? Rút hết cái dầu ra, thấy không? Chiên sơ rồi giờ chiên lại.
chứ trời chiên ấy nó không có thời gian. Chiên sơ rồi. Bây giờ thì để làm cho giống đồ ăn vặt tuổi thơ ở ngoài hơn, cho giống những cái xe bán cá chiên chiên ở ngoài á, thì mình sẽ dùng cái xiên que này mình xiên những cái viên cá chiên chiên nè, tàu hũ chiên nè với lại quỳnh thánh chiên ha. Mình xiên một cây như vậy là tầm khoảng 5 số cục gì đó, nhìn cho nó giống giống với lại cá chiên chiên tuổi thơ mọi người. Và làm cái này cũng nhanh lắm, nó cũng không có lâu đâu mọi người. Nhìn cho nó vui vui, mình ăn mình có cảm giác như là mình mua ở ngoài hơn. Nhưng mà tất nhiên là mình tự làm thì ăn nó sẽ hợp vệ sinh hơn, sẽ sạch sẽ hơn, với lại rẻ hơn ở ngoài nữa mọi người. Cũng lâu lắm rồi á mình không có ăn cá viên chiên á mọi người. Bây giờ cá viên chiên á mình thấy bán có nhiều loại lắm nha, nào là tôm nhân phô mai nè, rồi chả cá phô mai, rồi nhiều lắm mọi người. Mấy cái viên mà người ta gọi là viên thả lẩu á mọi người đó thì người ta cũng chiên lên người ta bán nữa. Nói chung là rồi đậu bắp chiên nè, rồi hồ lô nè, rồi đó xúc xích chiên, xúc xích đứt gì đó đó, rồi bò viên chiên, nói chung là nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay thì mình làm thì mình chỉ có tàu hũ chiên, cá viên chiên với lại quỳnh thánh chiên thôi. Đây là ba cái món mà mình thích khi mà mình ăn cá viên chiên, cho nên là mình mới làm mấy món này. Chứ mình thấy ở ngoài hàng người ta bán có phô mai que nữa mọi người, ăn nó kéo kéo sợi ra rất là vui, rất là ngon á mọi người. Nói chung là cũng ngon lắm. Và một cây mình thấy người ta bán về một cây là 10.000. Đó là những cái xe cá viên chiên lớn á nha. Còn những cái xe đẩy đẩy nhỏ nhỏ mà kiểu tuổi thơ á thì chỉ bán tầm khoảng 5.000 hoặc là 4.000 thôi. Hồi xưa là bán có 1.000 thôi á, mà sau này là bán 5.000 á. Và đây là thành quả cho cái món ăn vặt tuổi thơ của mình, món cá viên chiên. Ở trong đây có quỳnh thánh chiên và tàu hũ chiên nữa. Thì mà mọi người gói cái lá quỳnh thánh đó mọi người cho ít thịt thôi. Thì tại vì cái lớp thịt mỏng á thì lúc mà mình chiên á thì nó sẽ mau chín hơn. Với lại một phần nữa là mình gói thịt nó mỏng như vậy á thì lúc mà mình gói cái lá quỳnh thánh nó sẽ không có bị rách đó mọi người. Tại cái lá quỳnh thánh này mà vô một tí nước tí xíu thôi là nó cũng đã nhầy ra rồi, nó sẽ dễ bị rách. Cho nên là mọi người hãy gói ít thịt thôi ha. Rồi cái món này ăn thì tuổi thơ ăn kèm với lại tương đen và tương ớt. Nếu như mà người thích nữa thì mọi người có thể thêm sa tế nữa nha. Nhưng mà mình không có ăn cay nhiều cho nên là mình không có thêm sa tế. Mình chỉ ăn tương ớt với lại tương đen thôi. Và để biến tấu thêm sau này, hồi xưa á, nếu như mà mình ăn cá viên chiên mà ở ngoài hàng á, mấy cái chú mà bán xe đẩy á, tò té tí te mọi người, đó là chú chỉ bán cá viên chiên rồi có cái chén tương ớt chấm kèm thôi. Nhưng mà sau này mình thấy á, người ta bán cá viên chiên người ta còn biến tấu thêm là mình ăn chung với lại dưa leo này, với đồ chua, với cải chua, với gì lại ngò nữa. Đó kiểu ăn cho nó đừng có bị ngán á mọi người. Tại vì mình ăn đồ chiên nhiều nó sẽ bị ngán, cho nên mình sẽ ăn thêm rau, ví dụ như dưa leo, đồ chua, đó cải chua, để cho nó đỡ bị ngán hơn. Ăn nó cũng lạ miệng, cũng vui vui nè mọi người. Và bây giờ thì mình mời mọi người ăn chung với mình nha, món ăn vặt tuổi thơ. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái cá viên chiên này nha. Một món ăn vặt tuổi thơ, tương ớt với tương đen. Nó rõ cái viên chiên chấm vừa có tương ớt vừa có tương đen luôn. Lâu rồi mới ăn cái viên chiên lại đó mà. Kèm với dưa leo nè, đồ chua nữa. Ngọt ha. Ngọt ha. Ông quỳnh thánh kìa, nó hơi ngon. Thấy ngon lắm. Nhà mình thánh nha.
Nhưng mà chả bán rồi. Mai ta làm cho vậy bán nha. Có mang hơi lưới không? Quen chó lồng với quần thánh này. Thay thế cho giò cho quậy. Ngon ngoài Bắc người ta ăn phở người ta hay ăn dừa cho quẩy. Hả? Có lửa. Ngon ha. Ông bị thấy ngon hay gì ha? Và video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nè. Nhớ nhấn chia sẻ và để lại comment ở phía dưới nữa nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.